Mến chào anh chị em. Ngay trong lúc này thì chúng ta đều đang hít thở phải không nào? Chúng ta hít thở và nhiều khi chúng ta không quan tâm đến nó. Có lẽ là nhiều người sẽ thắc mắc là ông Đoàn Quý Lâm nói cái gì vớ vẩn, hít thở là chuyện bình thường, tự nhiên thôi mà, có gì đâu mà phải bàn cãi. Mà thời gian vừa rồi ở trên mạng lưu truyền một câu chuyện để khiến cho chúng ta phải suy nghĩ về những thứ mà chúng ta đang có miễn phí. Câu chuyện là một ông cụ người Italia 80 tuổi đi vào bệnh viện và được thông báo là phải trả 5.000 euro cho một ngày sử dụng máy thở bởi vì sức khỏe đã suy kiệt rồi và phải sử dụng đến máy thở thì mới có thể là tiếp tục. Thì ông cụ mới nghe cái thông tin đó, ông cụ mới bật khóc. Thì bác sĩ mới tưởng rằng là ông cụ khóc vì cái số tiền phải chi ra để thuê máy trợ thở trong cái thời gian điều trị tại bệnh viện. Nhưng mà ông cụ mới nói cho bác sĩ biết rằng tôi khóc không phải vì cái số tiền đó, bởi vì tôi có tiền để trả cho cái chi phí đó. Nhưng mà tôi khóc vì tôi đã hít thở 80 năm qua mà tôi hoàn toàn không có cảm ơn trời đất. Hoàn toàn không biết ơn trời đất, mặc dù đã được hít thở miễn phí 80 năm qua. Hít thở miễn phí, nhiều người tưởng là đương nhiên, đúng không? Nhiều người nghĩ rằng là mình đương nhiên là được hít thở miễn phí rồi, cần gì? Nhưng mà nếu chúng ta không có một cái lòng biết ơn, không suy nghĩ về điều đó với một cái lòng biết ơn, thì chúng ta đang là những kẻ vô ơn với đấng sáng tạo, với thiên nhiên, với trời đất. Có câu nói là đến hơi thở mà chúng ta cũng còn phải mượn của trời đất, thì cái gì là thuộc về chúng ta? Đúng không? Hơi thở, chúng ta thở. Nếu chúng ta không thở nữa, thì có nghĩa là chúng ta cũng kết thúc. Cái điều đó nó quan trọng như vậy, nhưng mà chúng ta lại thường là quên nó. Chúng ta thường quên nó cho đến một lúc nào đó chúng ta cảm thấy bị ngộp thở. Và chúng ta khi đó mới nghĩ rằng là, mới nói rằng là ồ, thì ra đời này chỉ cần hít thở, chỉ cần được thở, thế là đủ rồi, thế là hạnh phúc rồi. Cần gì nhiều hơn? Cần gì tham lam? Cần gì tranh đấu? Cần gì giận hờn? Đó, cái điều này nó không phải là một cái gì đó mà chúng ta nên bỏ qua, nên quên bẵng đi. Chúng ta hãy nhớ tới hơi thở của mình. Và khi chúng ta nhớ tới hơi thở thì chúng ta sẽ hít thở sâu. Và chúng ta hít thở sâu thì nó sẽ có nhiều năng lượng hơn. Chúng ta sẽ yêu quý hơi thở hơn và hơi thở sẽ cho ta nhiều năng lượng hơn. Trong tất cả các cái bộ môn thiền định hay là trấn tĩnh, trấn an tâm trí của mình thì đều phải dựa vào hơi thở. Ví dụ như một người thiền định sẽ trụ vào hơi thở của mình, biết rằng chúng ta đang thở. Như bên trường phái thiền của Thầy Thích Thất Nhất Hạnh đã có dặn thiền sinh là khi thở, khi hít vào chúng ta biết chúng ta hít vào, và khi thở ra thì chúng ta biết là chúng ta đang thở ra. Đó là chúng ta đang sống với thực tại hiện hữu. Thì đối với tình yêu cũng vậy, tình yêu cũng là một thứ mà chúng ta có sẵn. Tình yêu cũng là một cái năng lượng căn bản, cơ bản và đầy đủ và chiếm lĩnh ở trong cái năng lượng vũ trụ này. Và tình yêu cũng không có tốn phí gì hết, cũng không phải tốn 5.000 đồng một giờ, 5.000 euro một giờ, một ngày, giống như là hơi thở mà chúng ta phải thuê máy thở. Như hiện nay ở Ấn Độ thì mọi người đang còn thiếu máy thở, ở bệnh viện đang còn khan hiếm máy thở,
và phải giành nhau xếp hàng chờ được úp mặt vào cái máy thở, thì chúng ta mới thấy rằng là con người chúng ta đã lãng quên hơi thở và tình yêu. Chúng ta hãy suy nghĩ về điều này nhé. Con người hiện đại của chúng ta đã lãng quên cả hơi thở và tình yêu, mặc dù nó là thường trực và nó là miễn phí và nó là cái thứ quan trọng nhất của cuộc sống chúng ta. Không có hơi thở lập tức chết, không có tình yêu thì sống cũng như chết. Bạn hãy nghĩ mà coi, chúng ta cứ tưởng rằng là chúng ta sống, chúng ta chỉ cần tiền, chúng ta chỉ cần cái ăn, chúng ta chỉ cần cái mặc, chúng ta chỉ cần công việc, cần sự nghiệp công danh, chúng ta không cần tình yêu. Bạn có thể nghĩ rằng chúng ta cần gạo, cần cơm, cần mắm, cần muối, cần thuốc, cần tiêu dùng mua sắm, chúng ta không cần hơi thở. Bởi vì hơi thở đã có sẵn đó rồi, chúng ta không cần. Hay là bởi tình yêu cũng có sẵn đó rồi, chúng ta không cần nhớ đến chúng. Nhưng đây là một cái lối sống mà mình cho là nó rất là nông cạn và rất là nghèo về ý nghĩa khi mà chúng ta quên mất hơi thở và tình yêu. Hơi thở và tình yêu có liên quan gì đến nhau hay không? Đương nhiên là liên quan. Hơi thở và tình yêu là thường trực ở trong cuộc sống của chúng ta. Nhưng mà chúng ta quên nó đi thôi, chứ không phải là nó không hiện hữu. Chúng ta quên nó. Có những người đó, họ quên mất, họ sống không cần tình yêu, họ sống không có yêu đương gì cả. Ở trong cái xã hội hiện đại này, mình phát hiện ra một điều là còn nhiều người sống mà quên mất tình yêu. Họ không yêu ai, họ cũng không có cảm xúc về mặt tình yêu nữa. Và họ chỉ cần cứ ngày ngày đi kiếm sống, kiếm tiền, rồi nếu mà có bạn tình thì có thể thỏa mãn về cái tình dục, và cũng không có tình yêu. Rất nhiều người không có tình yêu, không quan tâm đến tình yêu ở trong cái cuộc sống hiện đại này. Trong cái các cái bài nói chuyện trước của Đoàn Quý Lâm về nói về hôn nhân đó, mình nói về cái việc mà vô tích sử của tờ giấy kết hôn đó, thì nhiều người phản ứng và họ nói rằng là cái hôn nhân nó cần phải ràng buộc nhau và cần phải được bảo đảm về mặt pháp lý, bởi vì nó đề phòng cái sự trở mặt của một trong hai người ở sau này, ở khi mà cuộc sống hôn nhân nó không hạnh phúc. Nhưng mà đó, điều đó cho thấy rằng là mọi người vẫn đổi chác, mọi người vẫn trao đổi cái hôn nhân giống như là một cái cuộc mua bán về vật chất, về địa vị, về cái hoàn cảnh, về những cái thứ mà anh có, tôi không có, mà tôi có, anh không có, trao đổi với nhau. Người ta thật là nghèo và thật là đáng thương khi mà xây dựng hôn nhân dựa trên không có cái tình yêu thương. Và họ phải buộc phải dùng các cái cơ sở pháp lý, cái buộc phải nhờ đến một cái cơ quan khác để họ quản lý giúp cái hôn nhân của chúng ta, quản lý giúp cái cuộc sống gia đình của chúng ta và phòng bất trắc nhất cho mối quan hệ của hai người. Trong khi đối với những người như chúng tôi, cảm thấy tình yêu là đủ rồi, tình yêu thương là đủ để chúng ta điều hành cuộc sống của mình, để chúng ta có đầy đủ chất liệu cho cuộc sống của mình. Tình yêu là đầy đủ chất liệu cho cuộc sống của chúng ta. Đương nhiên là cái bầu trời, cái mặt đất này không tước đi cái hơi thở của chúng ta, ngoài trừ chúng ta làm hư hỏng đi các cơ quan bên trong cơ thể mình. Oxy vẫn có sẵn, không khí vẫn luôn có sẵn. Và tình yêu cũng vậy, tình yêu cũng luôn có sẵn. Nếu mà chúng ta yêu thương một thì chúng ta sẽ nhận được yêu thương gấp nhiều lần. Nhưng mà chúng ta sống quá hẹp hòi, ích kỷ và thực dụng, sống quá vật chất, thành ra là chúng ta đã không còn quan tâm đến cái tình yêu. Và chúng ta luôn luôn suy nghĩ về quyền lợi, suy nghĩ quyền lợi. Chúng ta quan hệ với người kia thì được cái gì? Nhưng mà tình yêu thì nó không có đo đếm như vậy. Tình yêu thì chỉ cần biết là tôi yêu bạn, tôi yêu em, tôi yêu anh chị, tôi yêu ông bà.
Và tôi cũng không cần biết là vì sao tôi yêu. Đó là một cảm xúc tự nhiên, tự do. Một cảm xúc nó tự hình thành. Giống như khi bạn yêu một cô gái, thì có lý do gì để bạn không ngăn chặn nó lại? Có lý do gì để bạn phải chờ có một cái điều kiện nào đó để bạn thể hiện bộc lộ cái tình yêu đó? Bởi vì thực ra thì mình có thể nói cho cô ta biết rằng là bất kỳ một cái điều kiện gì, bất kỳ cô có yêu tôi hay không, cô có đáp ứng hay không, thì cái tình yêu đó nó đã hình thành ở trong tôi rồi, và nó đã khởi lộ ở trong tôi rồi, nó tồn tại rồi. Cái điều đó là không chối cãi. Còn cái kết quả như thế nào, điều đó không quan trọng. Quan trọng là tôi đã yêu cô, và cái tình cảm đó là một cái thứ, một cái năng lượng mà nó chân thật, và nó đã sinh ra rồi, anh không thể nào bóp chết nó được, cho dù là có được đáp ứng hay không. Còn nếu mà chúng ta mối quan hệ chúng ta không có cái nền tảng của tình yêu, thì chúng ta sẽ có vô vàn thứ để cho gây cho chúng ta đau khổ, sự đau khổ. Và cho dù chúng ta có đầy đủ như thế nào về các điều kiện được đáp ứng, giống như là được ok tôi đồng ý, được hài hòa về quyền lợi vật chất, và cảm thấy là nó cân đối giữa hai bên, thì cái thiếu vắng lớn nhất vẫn là tình yêu. Và nếu không có cái sự gắn kết bởi cái năng lượng tình yêu, cái nền tảng của tình yêu, thì cái mối quan hệ đó nó giống như là rất là lỏng lẻo, và nó có thể đổ vỡ bất kỳ lúc nào. Chúng ta đã quên đi quá lâu rồi không yêu, chúng ta cũng đã quên đi quá lâu rồi cái hơi thở của chính chúng ta. Cái điều này nó có vẻ như là vô hình, đúng không? Cho nên chúng ta trong một cái xã hội chuộng vật chất, chúng ta không quan tâm đến những cái thứ vô hình. Nhưng mà mình nói cho quý anh chị em biết được rằng là nó rất 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 quan trọng với chúng ta. Điển hình là cái hơi thở. Nếu như nó thiếu vắng đi vài phút thì các bạn sẽ không thể sống được. Đó là điều quan trọng, đó là một cái ví dụ để cho thấy rằng những thứ vô hình nhưng rất quan trọng và thường trực ở bên chúng ta, đó là hơi thở và tình yêu. Ok, cái hơi thở là cho dù vô hình nó vẫn là một cái thường trực, và nếu như mà vắng hơi thở thì chúng ta sẽ biết ngay kết quả. Nhưng mà cái tình yêu thì nhiều người sẽ không có hiểu và không có đo lường được cái chuyện này, và nhiều người sẽ cảm thấy ồ, nó là một cái gì xa vời và tôi không cần đến nó. Nhưng mà chúng ta hãy so sánh một cuộc sống có tình yêu và một cuộc sống không có tình yêu. Một cuộc sống có tình yêu không chỉ là tình yêu đôi lứa, tình yêu đối với công việc, tình yêu đối với cuộc sống, tình yêu đối với mọi người và mọi vật xung quanh, tình yêu đối với bản thân chúng ta nữa. Khi mà chúng ta đối đãi mọi mọi thứ bằng cái tình yêu thương như vậy, chúng ta sẽ nhận được rất nhiều tình yêu thương. Và như Đoàn Quý Lâm đã nói rồi, cái tình yêu thương là một cái năng lượng chiếm lĩnh cả trong vũ trụ này, và cái năng lượng cơ bản của cuộc sống này. Thế mà chúng ta quên nó đi thì là một cái điều rất đáng tiếc. Và bây giờ chúng ta hãy hình dung thế này ha. Bây giờ chúng ta yêu đi. Yêu. Hãy yêu đi. Đừng có sống khô khan quá. Đừng sống càn cợt quá. Đừng sống thực dụng vật chất quá. Yêu đi và chúng ta thấy cuộc sống nó tuyệt vời như thế nào. Chúng ta yêu một người bạn đời của mình. Chúng ta yêu một cô gái, một chàng trai. Chúng ta yêu một ông cụ bà cụ già, chúng ta yêu một đứa những đứa trẻ thơ hồn nhiên, chúng ta yêu những con vật dễ thương ở trong thiên nhiên, yêu cây cỏ, yêu cả làn gió, yêu bông hoa, yêu con ong làm mật, yêu tất cả mọi hiện hữu ở xung quanh chúng ta bằng một cái tình yêu thương. Chúng ta sẽ thấy chúng ta hạnh phúc vô cùng, và chúng ta cảm thấy chúng ta đầy đủ vô cùng, không còn gì là gọi là thiếu thốn nữa. Và khi bạn
đưa cái năng lượng tình yêu vào đâu đó, ở đó sẽ đơm hoa kết trái. Và nếu mà những người thực dụng muốn có kết quả, thì bạn hãy quan sát khi bạn đưa tình yêu vào một cái công việc nào đó, thì công việc đó nó cũng sẽ đưa đến cho bạn rất nhiều cái thành tựu về tiền bạc, về sự thành công. Đó là một điều chắc chắn. Cho vậy, cái chủ đề của Đoàn Quý Lâm ngày hôm nay, cái hơi thở và tình yêu là thường trực và quan trọng, và nó là chất liệu cuộc sống của chúng ta. Hãy trân trọng nó nha quý vị. Xin cảm ơn. Xin chào.